Được đánh giá là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới, Việt Nam đã và đang trở thành một điểm đến có sức hút lớn đối với người nước ngoài. Để phục vụ cho người nước ngoài có mục tiêu sống, học tập và làm việc lâu dài tại Việt Nam, Jellyfish Việt Nam tổ chức các lớp học tiếng Việt từ cơ bản đến nâng cao. Lớp học tại Jellyfish là lớp học private, chỉ từ 1 đến 3 học viên. Sau đó, học viên sẽ có nhiều thời gian để luyện tập tiếng Việt. Đối với các lớp học offline, học viên sẽ được giảng dạy trực tiếp từ các giáo viên có kinh nghiệm lâu năm. Học viên được trao đổi và giải đáp các thắc mắc trực tiếp và dễ dàng trong quá trình học tiếng Việt. Học viên có thể tham gia những hoạt động tương tác trực tiếp, ví dụ như luyện viết, mini game về văn hóa và tiếng Việt. Khai bắn. Yes. Khai ký. Quý khách vui lòng liên hệ Jellyfish Việt Nam để được tư vấn về khóa học tiếng Việt.